một hai ba au đau quá đau quá ôi ui rồi ui. Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube điện tử Udenchi. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành một thí nghiệm đó, mình sẽ xem cái con máy Makita đầu khía 6919D này xem là nó tiêu thụ là công suất bao nhiêu. Đó thì mình đã có đồng hồ. Đây là pin đây, thì mình đã câu dây ra ngoài. Đó, đã kết nối vào cái chân pin này. Đã kết nối vào đây và đã đo và lắc đồng hồ này là mình để đo điện áp này. Rồi mình đã mắc song song điện áp ra và đồng hồ này là mình cái kinh nghiệm dòng đây. Đó, đây là kinh nghiệm dòng mình đã review ở trong một cái video trước. Đó, thì hôm nay mình sẽ dùng cái kìm này để đo xem là cái dòng điện nó xem nó là bao nhiêu. Đó, xem là cái sau đó mình đo được dòng điện này, đo được điện áp rồi thì mình sẽ tính ra được là công suất của cái máy khoan Nhật bãi này là tiêu thụ bao nhiêu. Ok, thì bây giờ mình sẽ đo, thứ nhất là đo cái dòng khởi động này. Đó, thứ hai là do dòng không tải này, xem là nó là bao nhiêu thì mình sẽ suy ra công suất. Đó thì đây là nó chỉ là không tải thôi. Đó thì ok, bắt đầu nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ bóp này. Các bạn để xem mà dòng điện điện áp là bao nhiêu nhá, để ý hai đồng hồ nhá. 1 2 3. 14,27. 8,73 này, 14,60 này. Ok. Đây. Mình sẽ ghi lại này. Cái này là sau khi không tải này. Đó thì là 8,30 này, 14 này, phẩy này, 6 này. Đó. Ok, đấy. Thì đây là mình dùng pin 14,4V. Đó, lên là pin 4S. Đó thì là cái điện áp của nó là 14,6 này, dòng là 8,3 này, khá là cao. Đó, tiếp theo thì mình xem đo cái dòng không tải của nó nhá. À, cái dòng khởi động của nó xem là nó khởi động là bao nhiêu A này nhá. Đó, 32A, lên cao nhất là 32A luôn. 32A này. Đấy, cao nhất vừa nãy mình đo được là 32A, rất là lớn. 28A đấy, vừa nãy 32 giờ 28A. 28A. này. Đó, có khi lên 19A. Nhưng mà cao nhất là 32A. Tại cái điện áp khoảng 14V. Tại cái điện áp khoảng 14V. Đó. Thì 8,30 này, 14,6 này, chỗ này 14V này, bởi vì là cái 14,4 hơn là bởi vì sao, nó dòng khởi động thì nó ăn dòng lớn thì rõ ràng áp nó phải sụt đi rồi, sụt nhiều hơn là cái dòng không tải rồi. Đó. Bật cái đèn lên cho sáng. Đó. Đấy, 20A này. Có đợt lên tận 32, 22, 28A. Đấy, 33A luôn. Đó. Đó. Các bạn thấy chưa? Ok, thì giờ mình sẽ tính tạm vào cái công suất của nó nha. Nhưng mà đây là chỉ là công suất không tải thôi. Còn khi mà có tải thì công suất nó sẽ cao hơn. Đây. Mình sẽ tính sơ qua nha. Chỗ này mà lấy 30 đi, 30 này nhân với này 14V này thì bằng nó. Ui giời, cao phết này. 420. Đó, cao nhất là công suất tất nhiên đây là nó không phải công suất chuẩn của nó chỉ là khởi động thì nó lên đến tận 400. Nó 20W thôi. Còn công suất mà không tải của nó thì là xem nào. 14,6 này mà nhân với 8,3 này. Nó lên là 121W. Đó. Thì khi mà không tải, khi mà mình đo không tải, đó, mình vặn ly như này, mình vặn ly như này. Đó. Thì là công suất của nó là 121W. Còn nếu mà khởi động thì cái công suất của nó gọi là tức thời ấy, lên đến 420W, rất là lớn. Đó, thì khi mà có tải, đây là không tải nhá. Đó, thì đây là lý do tại sao mà những cái máy khoan mà có chở than ấy, máy vít ấy mà có chở than ấy,
đó thì máy vít hoặc máy khoan có chậu than thì bao giờ cái nó cũng tốn tốn điện hơn, bởi vì sao, cái dòng không tải của nó là riêng cái dòng không tải của nó đã rất là lớn, là 120W rồi đó, thì khi mà có tải nó phải lên đến chắc chắn phải hơn cái con số 120W, 21W này rồi đó. Ok thì mình đã kiếm được cái đầu vít đây rồi đó, thì mình sẽ test xem nha, là nó tải bao nhiêu nhá. Này rất là đau đây, mình sẽ cầm tay như này và mình sẽ bóp nhá. Nào đấy, các bạn xem là bao nhiêu dòng, bao nhiêu a nhá. 1 2 3. Au, đau quá, đau quá. Ui rồi, ui ui đau quá. Ui, ok thì mình đã đo được là ba cái dòng khởi động của nó, là cái dòng mà có tải của nó khoảng 33 này, điện áp ngoài sụt cũng khoảng 11 12V đó. Giờ mình sẽ nhân lên đó, đau quá. Thì mình cho cái cốt phi, mình lấy cốt phi bằng 1 đi nhá. Đó, đây 11,12 này, hơn 11 đi, 11,5 đi, nhân mà nhân với 33 A. Đó, thì nó khoảng 379. Đó, 379W. Đó, các bạn thấy không, 379W. Đó, đây là khi mà có tải nhá, có tải này 379W này. Đó. Ok, thì cái video thí nghiệm cái dòng khởi động này, công suất khởi động này, không dòng không tải này. Đó, và có tải này. Đó, thì nó khoảng 379, khoảng 380W. Đó, thì các bạn xem video mà thấy hay, thấy thú vị, mà thấy bổ ích thì cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình. Đó, để mình có những cái động lực để làm những video tiếp theo. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.